Xin chào các bạn, tôi tên Adrian. Adrian là người Tây Ban Nha và Scotland. Adrian là 27 tuổi, sống ở Việt Nam 4 năm rồi. Adrian là rapper nickname Pain và đại giáo dạy tiếng Anh, dạy tiếng Tây Ban Nha và dạy võ. Adrian rất thích sống ở Việt Nam. Adrian thích món ăn Việt Nam, thích hủ tiếu và bún thịt nướng, cơm tấm. Adrian rất thích Việt Nam đặc nước tôi yêu. Adrian muốn nói với các bạn rất cảm ơn xem chương trình này. Adrian rất chúc mừng các bạn thay chúc chính vui và hai có Adrian. Xin cảm ơn. Hôm nay Ben đang giúp mọi người làm một tấm bông thơ thách thơ cho cô dâu chú rể chụp hình. Các bạn thấy hoa có đẹp không? Ben và mọi người làm 3 ngày trước, làm hoa thú vị lắm. Xin chào các bạn, chúng ta đã ngồi qua hàng hoa dài nghệ thuật. Hoa dài nhớ sống động lắm, lắm cùng bạn nha. Hoa giấy nghệ thuật là cách ứng dụng sáng tạo sự mềm mại, đa dạng màu sắc của giấy để tạo thành những bông hoa hình khối tinh tế, sang trọng. Thay vì dùng hoa tươi trang trí trong những bữa tiệc, thì hoa giấy cũng là một điểm nhấn không kém phần nghệ thuật mà lại không sợ bị héo tàn nhanh. Hôm nay phải xong bao nhiêu hoa hả chị? Hôm nay mình làm cho một cái tiệc cưới thì hôm nay thì mình phải làm khoảng tầm 70 đến 80 hoa. 80 hả? Ừ. 80. Nhiều lắm. Ngoài đám cưới, hoa này còn dùng làm gì hả chị? Hoa này thì đa số thì mình làm cho cái đám cưới, nhưng mà ngoài ra thì mình có thể dùng trang trí cho các sự kiện khác. Ví dụ như là khai trương hoặc là các sự kiện cho các nhãn hàng á, rồi hoặc là thôi nôi sinh nhật cũng được. Hoặc là mình trang trí cho shop, cửa hàng thời trang, các studio áo cưới, rất là nhiều. Nơi nào cần đẹp thì có hoa giấy được hết. Hello, test 1, 2. Hoa này có bao nhiêu kiểu hả chị? Hoa này thì nhiều kiểu lắm. Ví dụ như hoa này là hoa hồng nè, hoa sen đá, hoa anh đào. Hoa này là hoa mẫu đơn, dạ. Hoa mẫu đơn trắng. Hoa này là hoa hồng hả chị? Ừ, đúng rồi, hoa hồng. Hoa hồng hả chị? Đúng rồi, hoa hồng size lớn hơn. Và hoa này phải tưới nước bao nhiêu lần một tuần? Hoa này thì mình không đụng nước được rồi, dạ. Nhưng mà mình có thể hút bụi. Hút bụi chắc khoảng nửa tháng một lần thôi. Là hoa nó sẽ tươi mới. Ok. Bên này cũng muốn làm hoa đó rồi chị. Ok thôi. Sao cũng đẹp nhưng mà cái này nó lần đầu làm
Được không chị? Xin chào các bạn. Chị ơi, cho em món cày tớp được không? Như cây kém. Thank you. Đám cưới sắp diễn ra, bên phải giúp mỗi người làm hoa tắt nhanh. Ban đầu, Pam không nghĩ là hoa giấy lại có thể tạo nên một góc không gian ấn tượng cho một tiệc cưới trọng đại. Thế nhưng khi tham gia cùng mọi người ở cửa hàng hoa giấy nghệ thuật và được tận mắt chứng kiến thì mới càng ngưỡng mộ nhóm bạn trẻ này. Mỗi tấm phông hoa giấy cho mỗi bữa tiệc cưới sẽ có một kiểu thiết kế riêng dựa trên sở thích của những cặp đôi sắp cưới. Vì vậy, mỗi tấm phông sẽ có kiểu dáng khác nhau. Háo hức chờ đợi xem tấm phông hoa hôm nay sẽ như thế nào nhé. Tại sao phải có cái này trong ngày cưới? Phong tục cưới của Việt Nam, ngoài cái lễ nghi thức ở nhà cô dâu chú rể thì họ còn mời những khách có thể đến nhà hàng để dự tiệc. Nên mình sẽ có một cái bức phong hoa như thế này thật là đẹp để họ có thể đứng chụp hình lưu niệm sau này lại với khách. Và phải sắp xếp hoa như thế nào cho đẹp? Hoa này mình dán hai bên nó phải cân với nhau, ví dụ bên này hoa lớn, bên này cũng phải hoa lớn, hoa nhỏ thì phải hoa nhỏ, màu sắc thì mình cũng phải phân tán cho đều ra và mình dán nó phải vuông góc với nhau, nó không có cái bông nào chích xuống hay chích lên gì hết thì nó sẽ đẹp. Ở đây có bao nhiêu cái hoa? Khoảng hơn 100 cái đó bên. Wow. Nhiều lắm, nhiều lắm, và đẹp. Trong đám cưới mất rất nhiều thời gian, làm tấm hoa đã chụp hình bả bông ngay rồi. Bên thấy rất vui khi dùng một phần cho bộ tiếp bằng chấm này. Tấm hoa này sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ của cả cô dâu chú rể, của Ben và những khách mời đến tham dự buổi tiệc này. Xin chào các bạn, chúng ta đã ngồi của hai nhà hoa giấy nghệ thuật chơi vui vẻ.